khám phá núi Mắt Thần Cao Bằng, tại sao lại có lỗ thủng giữa ngọn núi. Non nước Cao Bằng với thác Bản Dốc nổi tiếng, được ví von như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, do thiên nhiên tạo thành vùng đất đầy bí ẩn, mang trong mình những câu chuyện truyền thuyết huyền bí. Từ giai đoạn hình thành lịch sử của nước Việt cổ xưa, trước bức vẽ tự nhiên ấy, núi thủng Cao Bằng hay chiếc mắt thần với vẻ đẹp độc nhất vô nhị đang trở thành điểm đến tham quan rất đáng để khám phá. Vậy bạn có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao lại có một lỗ tròn lớn nằm lơ lửng xuyên qua một ngọn núi, tạo nên cảnh quan kỳ thú đến vậy hay chưa? Khi đến với Mắt Thần núi, đi qua đường Hồ Thang Hen thì du khách sẽ bắt gặp rất nhiều hàng rào đá thế này. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Tây Nùng. Người Tây Nùng coi trọng đá, coi đá là một vật linh thiêng và cũng gần gũi như những người bạn. Cảnh quan hàng rào đá ống chính là điểm nhấn cho du khách trong hành trình đến với Mắt Thần núi. Núi Mắt Thần, cái tên gợi nên bao sự kỳ bí huyền ảo này, được đặt trong một ngọn núi nằm trong thung lũng xóm Bản Danh, xã Quốc Toàn, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ngọn núi này còn được gọi bằng một cái tên khác là núi thủng do hình dáng bên ngoài của ngọn núi. Ở phía trên đỉnh có một hang thủng hình tròn, tựa như con mắt của núi với đường kính hơn 50m. Đây là ngọn núi độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Núi Mắt Thần nằm gọn trong lòng thung lũng giữa quần thể Hồ Thang Hen của công viên địa chất ở Cao Bằng, nơi có khung cảnh vô cùng quyến rũ với những bãi cỏ thảo nguyên mênh mông bên những hồ nước xanh bát ngát cả một vùng trời. Hang then nằm ở độ cao như hiện nay là do vận động nâng trong giai đoạn tân kiến tạo, hang phát triển trong địa hình đá vôi dạng tháp. Ở độ cao trung khoảng 650-700m, bao gồm các khối núi dạng tháp và dạng ngón đan xen với hàng chục hồ nước lớn nhỏ, cùng tạo nên hệ thống Hồ Thang Hen. Theo các chuyên gia địa chất, ngọn núi này cao khoảng 100m, trông như một khối hình tháp xanh khổng lồ nằm giữa lòng thung lũng, điểm nhấn đặc biệt chính là lỗ thủng xuyên qua lòng núi. Với đường kính chỗ rộng nhất khoảng 35m, kiệt tác của thiên nhiên được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất diễn ra hàng chục triệu năm trước, là nét độc đáo hiếm có trong hệ thống núi đá vôi tại Việt Nam. Điểm độc đáo nhất của vùng núi Mắt Thần đó chính là nước hồ nạm trá, cứ như bị rút cạn chỉ trong vài giờ đồng hồ. Đây là hiện tượng thiên nhiên khó hiểu mà đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý. Lòng hồ với khối nước hàng ngàn mét, cứ như thấm vào lòng đất trong thời gian rất ngắn. Mỗi khi như vậy, người dân địa phương lại kéo nhau xuống lòng hồ để bắt cá. Vẻ đẹp tự nhiên vốn có của núi Mắt Thần được giữ vẹn nguyên quanh năm và mùa cạn tháng 9 và tháng 10 nơi đây được nhiều dân phượt ưu tiên hơn cả. Lúc này hồ nước Thang Hen huyền thoại thường bị rút cạn trong vài giờ đồng hồ. Mở ra cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng quyến rũ của thác nước Nạm Trá, không chỉ có cảnh quan tuyệt diệu tại khu vực lõi mà ngay cả đường vào cũng làm mê hoặc khách du lịch. Hành trình đến với đôi Mắt Thần, du khách sẽ được trải qua một không gian vô cùng tuyệt vời, đó là những xếp nhà sàn và cánh đồng lúa chín. Du khách đi tour thác Bản Dốc từ Hà Nội có thể tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người Tây Cao Bằng, những nếp nhà sàn đơn sơ, hàng rào đá hay cánh đồng xanh mướt. Khung cảnh yên bình rất đỗi thân thương khiến du khách như lạc vào một miền đất khác, tránh xa sự xô bồ ồn ào của phố thị. Với cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng ấy, nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến mới lạ, được giới trẻ yêu thích và được yêu ái, đặt cho cái tên tuyệt tình cốc, chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng cảnh sắc đẹp tuyệt trần.